Du lịch Thừa Thiên Huế ghi dấu ấn thông qua hàng loạt các giải thưởng quốc tế và định hình các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn các khu quy hoạch dân cư từ hoạt động lấn chiếm, cơi nới. Cùng nhau thực hiện chương trình phục dựng ảnh mau liệt sĩ và trao tận tay thân nhân đã thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh. Vừa rồi là những thông tin chính trong chương trình sáng nay thứ tư ngày 10 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin chào, cảm ơn sự đồng hành của quý vị và bây giờ là phần tin chi tiết. Sáng qua, Bộ Chính trị và Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, lãnh đạo ban bộ ngành trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hơn 15.600 điểm cầu trên cả nước. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu, các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các sở ban ngành. Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt quyết định số 144. Đây là bước cụ thể hóa kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh để Đảng ta là đạo đức văn minh. Quy định 144 nêu rõ cụ thể các tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng cốt lõi trong việc triển khai quy định 144 là làm cho mỗi cán bộ đảng viên thực sự thẩm nhuận sâu sắc quy định, làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng nổi bật ở người cán bộ đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén vượt qua mọi thách thức cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, thúc đẩy xây dựng củng cố nền tảng đạo đức văn hóa xã hội, làm cho văn hóa con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước. Hội nghị cũng đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt về chỉ thị số 35. Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, để cả cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình, bảo đảm đồng bộ thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện những nội dung của quy định số 144 và chỉ thị số 35 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện quy định và chỉ thị. Trên cơ sở đó, cấp ủy cả cấp, cả ban ngành địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa quy định và chỉ thị phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống cả quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. 6 tháng đầu năm, du lịch Thừa Thiên Huế ghi dấu ấn không chỉ với các con số tăng trưởng về lượng khách, doanh thu mà còn đến từ việc nâng chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú thông qua hàng loạt các giải thưởng quốc tế và định hình các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Ngoài khách sạn Siêu Park Huế giành được danh hiệu khách sạn xanh ASEAN 2024 ở hạng mục điểm tổ chức MICE và khách sạn nghỉ dưỡng Vedana Lagoon huyện Phú Lộc được vinh danh ở hạng mục kiến trúc khách sạn đẹp nhất tại lễ công bố giải thưởng Asia Pacific Property Awards 2023-2024, thì mới đây, chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới Travel Leisure phiên bản Đông Nam Á, Hồng Kông và Macau công bố danh sách ứng cử viên thắng giải danh giá Luxury Awards Asia Pacific 2024. Trong đó, Azerai La Trì Sa Đăng Huế được gọi tên. Khách sạn này được xếp số 1 trong hạng mục Best Upcountry Hotels in Vietnam, khách sạn vùng ngoại ô tốt nhất Việt Nam. Ngoài Azerai La Trì Sa Đăng Huế, có thêm Bayantri Lanco và Anba Wellness Valley by Fusion cũng được vinh danh thử hàng cao ở mục này và một hotel spa, dịch vụ spa trong khách sạn.
Có thể thấy, các giải thưởng có xu hướng nhìn nhận Huế đang và sẽ là điểm đến của du lịch chăm sóc sức khỏe, sản phẩm bổ trợ tích cực cho du lịch di sản văn hóa vốn được xem là sản phẩm cốt lõi của Huế. Một tin vui khác là hạ tầng du lịch của Huế vừa có thêm khách sạn La Vela Huế được công nhận 5 sao, nâng lượng khách sạn 5 sao tại Huế lên con số 9. Ngoài ra, có hai khách sạn nghỉ dưỡng biển cao cấp ở Vinh Thanh và Lăng Cô có quy mô trên 100 phòng chuẩn bị đưa vào hoạt động sẽ giúp Huế đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách. Theo Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, thì đến nay huyện Phong Điền đã đạt 3 trên 5 chỉ tiêu, còn lại 2 chỉ tiêu chưa đạt. Để xây dựng huyện Phong Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024, trong thời gian tới, huyện bám sát các nhiệm vụ giải pháp được ban hành, ra soát kế hoạch và kịch bản tăng trưởng của huyện trong năm 2024 để tổ chức triển khai quyết liệt nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, tiếp tục phát triển các sản phẩm đặc sản, ưu tiên cho thế mạnh của địa phương gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình OCOP, tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ, thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn các chương trình dự án trên địa bàn, đa dạng hóa nguồn vốn xã hội hóa, huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp, kêu gọi sự chung tay góp sức từ doanh nghiệp, cộng đồng và phát huy tối đa nỗ lực của địa phương. Với những bước đi vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện Phong Điền, đã và đang góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội huyện nhà ngày càng phát triển, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024 và trở thành thị xã vào trước năm 2025 theo tinh thần nghị quyết 15 của tỉnh ủy. Hiện nay tại cả khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố Huế đang xảy ra tình trạng nhiều hộ dân tự cơi nới lấn chiếm không gian hạ tầng kỹ thuật hoặc cơi nới làm thêm rào sắt trên các ban công, ảnh hưởng đến các chức năng an toàn về phòng cháy chữa cháy hay thoát nước. Đây là thực trạng cần sớm có các giải pháp xử lý dứt điểm, không để cải xảy này cải ung. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là hình ảnh lấn chiếm rào chắn mương nước tại tổ 3, khu vực 2, phường Trường An, thành phố Huế. Khoảng trống phía sau giữa hai dãy nhà bị nhiều hộ chiếm dụng quay, lợp mái tôn, lắp song sắt chuồng cọp, thậm chí xây dựng công trình phụ kiên cố bị kín lối đi. Với gần 350 hộ dân chủ yếu là cụm dân cư liền kề, nên việc rào chắn mương nước, lối thoát hiểm như thế này tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu có hỏa hoạn xảy ra. Việc nhân dân tự rào chắn đấy là một cái việc là khó khăn phức tạp khi có sự cố cháy xảy ra, thì việc cháy là một cái hậu quả khó lường. Chính vì vậy cho nên cái việc rào chắn này là cái ảnh hưởng khi mà cứu hộ cứu nạn. Đây là thấy họ chặn lại là họ nuôi gà nuôi đồ để thôi, chứ còn họ không có đi nuôi chứ sao đi hết. Họ vì cái này là hai cái lưng tấp lại để là gọi chuyện sự cố chứ là để cho thông thoáng để đưa anh em vô chữa cháy thôi. Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân phường Trường An đã tiến hành huy động lực lượng của phường, tổ dân phố và bố trí thợ cơ khí khoan phá bê tông để tháo dỡ các công trình đảm bảo an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy. Sau khi tháo dỡ, phường giao tổ dân phố quản lý, huy động nhân dân đóng góp kinh phí dọn vệ sinh, khơi thông cổng rãnh, yêu cầu các hộ ký cam kết không vi phạm. Nhận thức điều đó, người dân cũng đã đồng tình hưởng ứng. Mà nhà chính trị vẫn đồng ý thôi, tại vì nó là hợp lý mà. Hợp lý. Thấy làm như vậy thì có lợi bảo dung ký thì người những xung quanh họ có thể là giúp đỡ mình trước khi chờ xe chữa cháy tới, thì họ có thể giúp cho mình bằng cách là tạt nước hay là dập tắt bằng gì đó, thì sẽ cũng được thuận lợi thôi. Nhận thấy cái việc này nó khá là cấp bách thì đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã triển khai các cái phiên họp để người dân rồi thực hiện thông báo, đồng thời cũng cho bà con ký cam kết. Về phía người dân thì họ đồng tình và ủng hộ rất là cao. Trong các phiên tiếp xúc cử tri thì họ cũng đã đề đạt cái nguyện vọng này từ lâu, và phường nhận thấy là cái nhu cầu này là cấp thiết và thực sự là thiết thực trong cái vấn đề mà xử lý phòng chống cháy nổ trong thời gian tới của địa phương. Hiện nay, việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, nhiều nhà ở riêng lẻ đang là vấn đề cấp bách, đặt ra bài toán cho cả cơ quan quản lý nhà nước. Nhiều ý kiến cho rằng sự cần thiết vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ khâu tuyên truyền, kiểm tra, vận động cho đến xử lý tại lấn chiếm. Chính quyền, đoàn thể các phường xã cùng với các tổ dân phố cần tập trung làm tổ công tác vận động, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định, vận động nhân dân dọn dẹp, tổng vệ sinh phía sau các dãy nhà. Cái đường thoát nạn đó nếu mà mình để đồ đầy đủ như rửa thì sẽ gây khó khăn rất nhiều.
cho những lúc cháy thì đáng rất nhiều trở ngại, ví dụ như chạy hướng này hướng khác mà cái đường chạy cái hướng đó mà đường đó bị biến đi rồi thì không thể nào thoát nạn được. Cho nên sau khi được anh em cán bộ phòng cháy chữa cháy hướng dẫn thì chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng tiếp thu và tôi sẽ hoàn thành càng sớm càng tốt để cho thông thoáng, mặc lỡ có việc gì xảy ra thì có đường để thoát nạn. Để thực hiện tốt thì công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường thì thực hiện một số nội dung sau. Thứ nhất là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cái vai trò của nhân dân cộng đồng trong việc giám sát, phát hiện, phản ánh các cái trường hợp vi phạm có nguy cơ gây cháy, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức các cái quy định của luật về phòng cháy chữa cháy tại địa bàn khu dân cư. Sự quyết liệt, tập trung cao trong quá trình xử lý vi phạm hạ tầng phía sau nhà dân như hiện nay giúp thành phố Huế có diện mạo mới. Nâng cao ý thức chấp hành quy định về quản lý trật tự, vệ sinh đô thị của người dân trên địa bàn, đồng thời góp phần đảm bảo trong công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư được tốt hơn, tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra do hỏa hoạn. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, sau một tuần thực hiện thông tư 28/2024, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm soát 26.961 trường hợp thông qua ứng dụng VNEID, tạm giữ khoảng 2.000 băng lái các loại. Đáng chú ý, trong số đó có 499 trường hợp bị tước băng lái xe trên môi trường điện tử, tích hợp vào VNEID. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, quy định cho phép kiểm tra, tước giấy tờ tài xế vi phạm thông qua môi trường điện tử, giúp hạn chế tình trạng sử dụng bằng lái xe, giấy đăng ký xe giả khi xuất trình. Đồng thời điều này còn giúp người dân thuận tiện hơn khi tham gia giao thông, tránh phải mang theo quá nhiều bản cứng của giấy tờ. Huyện Phong Điền tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho 137 đồng chí là tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn huyện. Trong thời gian 6 ngày, từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 7, các học viên sẽ được bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ thông qua 6 chuyên đề, gồm nắm tình hình về an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội, vận động giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động. Bên cạnh đó, các học viên còn được quán triệt những vấn đề cần chú ý trong tham gia hoạt động bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xử lý những tình huống thực tế và giải đáp những vấn đề mà học viên quan tâm. Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở những kiến thức nghiệp vụ cơ bản và kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là việc nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực công tác cho lực lượng này, nhất là kỹ năng xử lý tình huống thực tế trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với Ủy ban dân huyện A Lưới tổ chức bàn giao trang thiết bị cho các điểm giao dịch của chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện. Với mục đích hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận được thông tin về khoa học công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử để hợp tác liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm của hợp tác xã, tổ hợp tác dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, đợt này Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã bàn giao trang thiết bị vận hành cho các đơn vị hợp tác xã dệt thổ cẩm Azakuk và hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông sản an toàn A Lưới với nhiều thiết bị cần thiết như máy vi tính, thiết bị wifi, bàn thu ngân, máy quẹt mọi loại thẻ thanh toán mpos, máy may, tủ mát, bàn ghế văn phòng cùng nhiều vật dụng liên quan. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các hợp tác xã và bà con trong việc theo dõi, cập nhật và đưa các sản phẩm OCOP của địa phương lên sàn thương mại điện tử, các chợ trực tuyến, đồng thời đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm hợp tác xã trên các nền tảng xã hội, từ đó cải thiện thu nhập, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung trên địa bàn tỉnh. Tháng 7 đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Với tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Sở Lao động Thương binh và Xã hội những ngày này, việc cùng nhau thực hiện chương trình phục dựng ảnh mau liệt sĩ và trao tận tay thân nhân đã thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh. Với các bạn trẻ, mỗi tấm ảnh thơ được phục hồi đều mang lại những cảm xúc thật đặc biệt.
Sau một thời gian thông báo đến các địa phương, nhóm bạn trẻ của Đoàn Thanh niên Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã nhận được gần 70 bức ảnh của các gia đình liệt sĩ gửi về. Đa phần trong đó là ảnh đen trắng, một vài bức đã mờ và mất đi nhiều phần. Để tiết giảm chi phí thực hiện, các đơn vị đoàn tham gia hoạt động này đã tận dụng luôn cây nhà lá vườn là những bạn đoàn viên có tay nghề về Photoshop để thực hiện phục dựng hình ảnh. Rất nhiều cảm xúc đặc biệt đã xuất hiện khi nhóm đoàn viên thực hiện công việc này. Lần đầu phục dựng khi mà trao cái di ảnh đầu tiên cho của con của mẹ Việt Nam anh hùng tại nước Cộng Thái thì mẹ cũng chạy nước mắt, cũng thật sự rất là tuyệt vời. Cảm giác khi nữa cũng có chuyện việc không nói diễn tả. Nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị và phần mềm hiện đại nên công việc phục dựng hình ảnh cũng đơn giản hơn. Tuy nhiên đối với một số hình ảnh đã quá cũ, quá mờ, các bạn trẻ cũng phải mất khá nhiều thời gian. Bên cạnh đó là phải sắp xếp để vẫn hoàn thành các công tác chuyên môn hàng ngày. Tuy nhiên vượt lên tất cả là niềm vui khi thấy những bức ảnh rõ nét được đóng khung và trao tận tay cho các gia đình liệt sĩ. Một việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn vì đa phần các gia đình thân nhân liệt sĩ cũng mong muốn có được một bức ảnh đẹp để thờ phụng nhưng không biết phải nhờ ai. Qua những ảnh mà khi mà được đoàn xã đoàn trao thì rất mừng, nói chung ảnh rất đẹp so với ảnh cũ của gia đình. Đây là nói chung là cũng không biết nói gì hơn, chỉ cảm ơn đoàn nhiều hơn. Thân là người hoạt động đoàn và làm trong cái ngành lao động thương binh xã hội thì cũng mong là các cơ quan, các doanh nghiệp cá nhân và mạnh thường quân chung tay cùng góp sức với các tổ chức cơ sở đoàn để hưởng phong trào này lan truyền trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần tri ân đối với những gia đình thương binh liệt sĩ đã góp công cống hiến đổ máu về có cái nền độc lập tự do và đưa đất nước phát triển như ngày hôm nay. Đất nước sạch bóng quân thù, thế hệ hôm nay sống và lao động dưới bầu trời hòa bình là nhờ công ơn lớn lao của hàng vạn chiến sĩ đã ngã xuống. Những việc làm của các bạn trẻ tuy nhỏ nhưng đã thể hiện được tấm lòng, sự tri ân đến những anh hùng liệt sĩ. Và để các anh biết rằng, bằng cách này hay cách khác, thế hệ hôm nay và mai sau sẽ mãi mãi nhớ về các anh với niềm biết ơn vô hạn nhất. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối vùng núi có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, độ ẩm phổ biến mức 57 đến 68%. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, sóng biển cao 0,5 đến 1,5 m.